Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 132. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhớ lại David và các sự khổ nạn của người. Thế nào người thề cùng Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với đấng toàn năng của Gia-cốp? Tôi hẳn không vào trại mình ở, chẳng lên giường tôi nghỉ, không cho mắt tôi ngủ, cũng không cho mí mắt tôi nghỉ nhọc, cho đến chừng tôi tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va, một nơi ở cho đấng toàn năng của Gia-cốp. Kìa, chúng tôi có nghe nói về hòm giao ước tại Ê-phơ-rát, có tìm đặng hòm ấy trong đồng bằng Gia-a. Chúng tôi sẽ vào nơi ở Ngài, thờ lại trước bệ chân Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy đặng vào nơi an nghỉ Ngài, với hòm về sự năng lực Ngài. Nguyện thầy tế lễ Chúa được mặc sự công bình, kẻ thánh của Chúa reo mừng. Vì cớ David là kẻ tôi tớ Chúa, xin chớ xô đẩy mặt đấng chịu sức dầu của Chúa. Đức Giê-hô-va đã thề quyết với David, Ngài cũng chẳng hề bội mà rằng: Ta sẽ đặt trên ngôi ngươi một con ngươi sinh ra. Nếu con cái ngươi giữ giao ước ta và những chứng cớ mà ta sẽ dạy cho chúng nó, thì con cái chúng nó cũng sẽ ngồi trên ngôi ngươi đến đời đời. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn, Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài. Đây là nơi an nghỉ ta đời đời. Ta sẽ ngủ ở đây vì ta có ước ao như thế. Ta sẽ ban phước cho lương thực Si-ôn được dư dật, cho những kẻ nghèo của thành ấy được ăn bánh no nê. Ta cũng sẽ mặc sự cứu rỗi cho thầy tế lễ thành ấy, và các thánh nó sẽ reo mừng. Tại đó, ta sẽ khiến sừng David đâm chồi. Ta đã sắm sửa ngọn đèn cho đấng chịu sức dầu của ta. Ta sẽ lấy sự hổ thẹn mặc cho kẻ thù nghịch người, còn mão triều người sẽ rực rỡ trên đầu người. Chương 9. Đức Chúa Giê-xu vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sinh ra. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, ai đã phạm tội? Người hay là cha mẹ người mà người sinh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của đấng đã sai ta đến. Tối lại thì không ai làm việc được. Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn và đem xức trên mắt người mù. Đoạn Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi rửa nơi ao Siloe, nghĩa là chịu sai đi. Vậy người đi đến ao đó, rửa và trở lại thì được thấy rõ. Xóm giềng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn mày đều nói rằng: Này, có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng? Người thì nói: Ấy là hắn. Kẻ lại nói: Không phải, sao một người nào giống hắn? Người mù nói rằng: Chính tôi đây. Chúng bèn hỏi người rằng: Tại sao mắt ngươi đã mở được? Người trả lời rằng: Người tên gọi là Giê-xu kia đã hòa buồn sức mắt tôi và nói rằng: Hãy đi đến rửa nơi ao Siloe. Vậy tôi đi đến rửa tại đó rồi thấy được. Chúng hỏi rằng: Người ấy ở đâu? Người trả lời rằng: Tôi không biết. Chúng dẫn người trước đã mù đó đến cùng người Pha-ri-si. Và ấy là ngày Sa-bát mà Đức Chúa Giê-xu đã hòa buồn và mở mắt cho người đó. Người Pha-ri-si lại hỏi người: Thế nào được sáng mắt lại? Người rằng: Người ấy ra buồn vào mắt tôi rửa rồi thấy được. Có mấy kẻ trong những người Pha-ri-si bèn nói rằng: Người này không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu, vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng kẻ khác rằng: Một kẻ có tội làm phép lạ như vậy thế nào được? Rồi họ bèn chia phe ra. Bây giờ chúng hỏi người mù nữa rằng: Còn ngươi, về người đã làm sáng mắt ngươi đó, thì ngươi nói làm sao? Người trả lời rằng: Ấy là một đấng tiên tri. Song le, người Giu-đe không tin rằng người ấy trước đã mù mà được sáng lại, cho đến khi gọi cha mẹ người đến. Họ gạn hỏi rằng: Đây có quả thật là con trai các ngươi mà các ngươi nói rằng nó mù từ thuở sanh ra chăng?
Thế thì sao bây giờ nó sáng vậy? Cha mẹ người trả lời rằng, chúng tôi nhìn biết là con trai chúng tôi đó đã mù từ thuở sinh ra. Nhưng hiện nay tại làm sao thấy được thì chúng tôi không rõ. Chúng tôi cũng không biết ai mở mắt nó nữa. Hãy hỏi nó đã đủ tuổi, chính nó sẽ nói cho. Cha mẹ người nói vậy vì sợ dân Giu-đa. Bởi dân Giu-đa đã định rằng hễ ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì phải bị đuổi ra khỏi nhà hội. Ấy vì cớ đó nên cha mẹ người nói rằng, nó đã đủ tuổi, hãy hỏi nó. Vậy, người Pha-ri-si gọi người trước đã mù một lần nữa mà nói rằng, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội. Người trả lời rằng, tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng. Họ lại hỏi rằng, người đã làm điều gì cho ngươi, mở mắt ngươi thế nào? Người trả lời rằng, tôi đã nói với các ông rồi mà các ông chẳng nghe tôi, cớ sao các ông muốn nghe lại lần nữa, há cũng muốn làm môn đồ người chăng? Họ bèn mắng nhiếc người mà rằng, ấy chính ngươi là môn đồ người, còn chúng ta là môn đồ của Môi-se. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, nhưng người này thì chúng ta chẳng biết bởi đâu đến. Người trả lời rằng, người đã mở mắt tôi, mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là sự lạ lắm. Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời làm theo ý muốn Ngài thì Ngài nhậm lời. Người ta chẳng bao giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù từ thuở sinh ra. Nếu người này chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời thì không làm gì được hết. Chúng trả lời rằng, cả mình ngươi sinh ra trong tội lỗi lại muốn dạy dỗ chúng ta sao? Đoạn họ đuổi người ra ngoài. Chúa Giê-xu nghe họ đã đuổi người ra và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng, ngươi có tin đến con Đức Chúa Trời chăng? Người thưa rằng, thưa Chúa, ngươi là ai hầu cho tôi tin đến? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ngươi đã thấy người, và ấy là chính người đương nói cùng ngươi. Người thưa rằng, lạy Chúa, tôi tin, bèn sắp mình xuống trước mặt Ngài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này. Hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại hóa mù. Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài nghe điều đó thì nói với Ngài rằng, còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết. Nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Chương 40. Sau khi Nebuza-a-đan làm đầu thị vệ, tha Giê-rê-mi ra tại Rama, có lời này phán cùng người. Khi Nebuza-a-đan sai tìm, thì Giê-rê-mi đang bị xiềng ở giữa những phu tù khác của Giê-ru-sa-lem và Giu-đa mà người ta bắt đem qua Babylon. Quan làm đầu thị vệ sai dẫn Giê-rê-mi đến và nói rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã sai rao tai nạn ấy cho chỗ này. Rồi Đức Giê-hô-va đã làm y như Ngài đã phán. Vì các ngươi phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va và không vâng theo tiếng Ngài, nên sự này đã xảy đến cho các ngươi. Nhưng ngươi thấy rằng, ngày nay ta cứu ngươi thoát khỏi xiềng nơi tay ngươi. Nếu ngươi cho đi với ta sang Babylon là phải, thì hãy đi, ta sẽ săn sóc ngươi. Nếu ngươi cho đi với ta sang Babylon là không phải thì đừng đi. Này, khắp đất ở trước mặt ngươi, ngươi coi đâu tốt và đi đâu phải thì đi đó. Vì Giê-rê-mi còn chưa trở về nên Nebuza-a-đan tiếp thêm rằng, hãy về cùng con trai Ahikam, cháu Sa-phan là Gedalia, tức người mà vua Babylon đã lập làm tổng đốc các thành Giu-đa. Hãy ở cùng người giữa dân sự, hay là ngươi thích ý đi đâu thì đi đó. Đoạn, quan làm đầu thị vệ cho người lương thực cùng lễ vật và thả đi. Giê-rê-mi bèn đến cùng Gedalia con trai Ahikam ở Mít-ba và ở với người giữa dân sự còn sót lại trong đất. Phàm những người đầu đảng còn giữ chốn thôn quê cùng thủ hạ mình, nghe rằng vua Babylon đã lập Gedalia con trai Ahikam làm tổng đốc trong đất, và nghe vua đã giao phó cho người những đàn ông, đàn bà, trẻ con cùng những kẻ rất nghèo khó trong đất chưa bị đem qua Babylon làm phu tù. Họ bèn đến cùng Gedalia tại Mít-ba. Ấy là Ít-ma-ên, con trai Nethania, Johanan và Jonathan, con trai Kareach, Seraya, con trai Tanhumet,
các con trai của Ephai ở Netopha và Gesania, con trai người Maaca, cùng những người đồng đi với họ. Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan, dùng lời thề mà hứa với các người ấy cùng thủ hạ họ rằng: chớ ngại làm tôi người canh đê, hãy ở trong đất và làm tôi vua Babylon thì các ngươi sẽ được ích. Về phần ta, này, ta sẽ ở lại Mít-ba đặng chầu những người canh đê sẽ đến đây. Nhưng các ngươi hãy thâu rượu, trái mùa hạ và dầu, hãy đựng vào bình các ngươi và lập nghiệp trong các thành mình đã chiếm lấy. Hết thảy người Giu-đa ở trong Mô-áp, giữa con cái Am-môn, trong Ê-đôm và các xứ, nghe vua Babylon đã để mấy người còn sót ở lại trong Giu-đa và nghe đã đặt Gedalia con trai Ahikam, cháu Sa-phan làm tổng đốc. Các người Giu-đa đó bèn từ các nơi mình đã bị đuổi đến mà trở về trong đất Giu-đa, đến cùng Gedalia tại Mít-ba, thâu rượu và trái mùa hạ nhiều lắm. Bây giờ Johanan con trai Cariác và các người đầu đảng còn giữ chốn thôn quê đều đến tìm Gedalia tại Mít-ba và nói cùng người rằng: ông có hay rằng Ba-alit vua của con cái Ammon đã sai Ít-ma-ên con trai Nethania đặng cất lấy mạng sống ông chăng? Nhưng Gedalia con trai Ahikam không tin lời họ. Johanan con trai Cariát bèn nói kín cùng Gedalia tại Mít-ba rằng: xin cho tôi đi, tôi sẽ giết Ít-ma-ên con trai Nethania mà không ai biết hết. Làm sao để nó cất lấy mạng sống ông, hầu cho mọi người Giu-đa nhóm họp xung quanh ông sẽ tan lạc và dân sót của Giu-đa chết mất. Nhưng Gedalia con trai Ahikam trả lời cho Johanan con trai Cariát rằng: chớ làm điều đó, vì sự ngươi nói về Ít-ma-ên là dối trá. Chương 41. Tháng 7, Ít-ma-ên con trai Nethania, cháu Elishama vốn dòng tôn thất và là một bậc đại thần của vua, đem 10 người với mình đến cùng Gedalia con trai Ahikam tại Mít-ba. Họ ăn bánh với nhau tại đó. Đoạn Ít-ma-ên con trai Nethania cùng 10 người đi với mình đứng dậy lấy gươm đánh Gedalia con trai Ahikam cháu Sa-phan và giết người, tức là người mà vua Babylon lập làm tổng đốc trong đất như vậy. Ít-ma-ên cũng giết luôn mọi người Giu-đa đang ở với Gedalia tại Mít-ba và lính chiến người canh đê ở đó. Ngày thứ hai, sau khi người đã giết Gedalia, chưa ai biết sự đó, thì có 80 người cạo râu, mặc áo rách, tự cắt mình, từ Si-chem, Si-lô, Samari mà đến, cầm những của lễ chay và nhũ hương trong tay mình đặng đem đến nhà Đức Giê-hô-va. Ít-ma-ên con trai Nethania từ Mít-ba ra đón các người ấy, vừa đi vừa khóc. Khi đến cùng họ rồi, nói rằng: hãy đến cùng Gedalia con trai Ahikam. Vừa khi những người đó đi đến giữa thành, Ít-ma-ên con trai Nethania cùng những kẻ đi với mình giết bọn họ và quăng thây xuống hố. Nhưng trong bọn họ có 10 người nói với Ít-ma-ên rằng: chớ giết chúng tôi, vì chúng tôi có những đồ lương thực giấu trong đồng, lúa mì, tiểu mạch, dầu và mật. Ít-ma-ên bèn thôi không giết họ luôn với anh em họ. Ít-ma-ên con trai Nethania quăng những thây mình đã giết vào trong hố ở kề bên Gedalia, tức là hố vua Asa đã đào vì sợ Ba-e-sa vua Israel. Ấy là cùng một cái hố đó mà Ít-ma-ên con trai Nethania đã lấp đầy xác chết. Đoạn Ít-ma-ên bắt hết thảy dân sự còn sót lại tại Mít-ba đem đi làm phu tù, tức các con gái vua và cả dân bỏ lại ở Mít-ba mà quan làm đầu thị vệ Nebusa-adan đã giao phó cho Gedalia con trai Ahikam. Ít-ma-ên con trai Nethania bắt những người ấy điệu đi làm phu tù và đi qua nơi con cái Ammon. Khi Johanan con trai Cariát và các người đầu đảng theo mình nghe mọi điều ác mà Ít-ma-ên con trai Nethania đã làm, thì nhóm mọi thủ hạ mình lại và khởi đi đánh Ít-ma-ên con trai Nethania và đuổi kịp tại nơi gần hồ lớn Gabaon. Có xảy ra khi đội quân theo Ít-ma-ên ngó thấy Johanan con trai Cariát và hết thảy các tướng đầu đảng ở với người thì thảy đều vui mừng.
cả dân mà Ismael đã điệu đi từ Mít-ba đều trở mặt về với Johanan, con trai Careat. Còn Ismael, con trai Nethania, thì cùng 8 người trốn khỏi Johanan và đi đến nơi con cái Ammon. Johanan, con trai Careat, cùng các tướng đầu đảng theo mình, chiếm lấy đội binh mới vừa giải cứu khỏi tay Ismael, con trai Nethania. Khi Ismael kéo đi từ Mít-ba sau lúc giết Gedalia, con trai Ahikam, hết thảy những lính chiến, đàn bà, trẻ con, hoạn quan, Johanan đều từ Gabaon đem về. Họ khởi đi và đổ tại trạm Kimham gần Bethlehem đặng rút qua Egypto, xa người Canđê, vì sợ người Canđê, bởi cớ Ismael con trai Nethania giết Gedalia con trai Ahikam, là người mà vua Babylon đã lập làm tổng đốc trong đất. Chương 42. Bây giờ các người đầu đảng Johanan con trai Careat, Yesania con trai Hosaya và cả dân sự, kẻ nhỏ người lớn đều đến nói cùng tiên tri Jeremy rằng: xin nhậm lời chúng tôi nài xin và cầu thay Jehovah Đức Chúa Trời ông cho chúng tôi, tức là những kẻ còn sót lại. Vả chúng tôi trước vốn đông người, nay còn lại rất ít, như mắt ông có thấy. Xin Jehovah Đức Chúa Trời ông chỉ cho chúng tôi đường phải theo và sự phải làm. Tiên tri Jeremy bèn đáp rằng: ta nghe rồi. Này, ta sẽ cầu Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi theo lời các ngươi đã xin. Phàm điều chi Đức Jehovah trả lời, ta sẽ cho các ngươi biết không giấu chút nào. Các người ấy nói cùng Jeremy rằng: nếu chúng tôi không làm theo mọi lời Jehovah Đức Chúa Trời ông sẽ sai ông bảo cho chúng tôi, nguyền xin Đức Jehovah làm chứng trung tín thật thà giữa chúng ta. Không cứ điều lành hoặc điều dữ, chúng tôi sẽ vâng theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, là đấng mà chúng tôi sai ông đến, để khi vâng lời Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi thì chúng tôi sẽ được phước. Khỏi 10 ngày, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi: người gọi Johanan con trai Careat, hết thảy các đầu đảng và cả dân sự, kẻ nhỏ người lớn đều đến mà nói cùng họ rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là đấng các ngươi đã sai ta đến để tỏ lời cầu xin trước mặt Ngài phán như vậy: nếu các ngươi cứ ở trong đất này thì ta sẽ gây dựng cho mà không phá đi, vuông trồng cho mà không nhổ đi, vì ta ăn năn về sự họa mà ta đã giáng cho các ngươi. Chớ sợ vua Babylon là người các ngươi đang sợ. Đức Giê-hô-va phán: đừng sợ vua ấy, vì ta ở với các ngươi đặng cứu vớt và giải thoát các ngươi khỏi tay người. Ta sẽ thương xót các ngươi, hầu cho vua ấy cũng thương xót các ngươi và cho các ngươi trở về trong đất mình. Nhưng nếu các ngươi nói rằng: chúng tôi không khứng ở trong đất này, mà các ngươi không vâng theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời mình mà nói rằng: không, chúng tôi muốn đi trong đất Egypto, là nơi chúng tôi sẽ không thấy giặc giả nữa, sẽ không nghe tiếng kèn nữa, tại đó chúng tôi sẽ không thiếu bánh, ấy là nơi chúng tôi sẽ đến ở, thì hỡi các ngươi là dân Juda còn sót kia, hãy nghe lời của Đức Jehovah. Đức Jehovah vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: khi các ngươi xây mạc vào Egypto đặng trú ngụ ở đó, thì gươm dao mà các ngươi sợ hãi sẽ đuổi kịp các ngươi trong đất Egypto. Sự đói kém mà các ngươi kinh khiếp cũng sẽ đuổi theo các ngươi trong Egypto, và các ngươi sẽ chết tại đó. Ấy vậy, phàm những kẻ xây mạc vào Egypto đặng trú ngụ ở đó thì sẽ chết bởi gươm dao, đói kém và ôn dịch. Trong bọn họ chẳng có ai sống sót lại, chẳng có ai thoát khỏi họa mà ta sẽ giáng cho. Thật thế, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: như cơn giận và sự thạnh nộ của ta đã đổ ra cho dân cư Jerusalem thế nào, thì khi các ngươi vào Egypto, cơn giận của ta cũng sẽ đổ ra cho các ngươi thể ấy. Tại đó, các ngươi sẽ làm cớ cho người ta trù ẻo, gỡ lạ, rủa xả và sỉ nhục, và các ngươi sẽ chẳng lại thấy chỗ này nữa. Hỡi các ngươi là dân Giu-đa còn sót lại, Đức Giê-hô-va đã phán về các ngươi rằng: chớ qua nước Ê-díp-tô. Hãy biết rõ rằng ngày nay ta đã đối chứng cho các ngươi.
vì chính các ngươi làm sự dối trá nghịch cùng linh hồn mình. Các ngươi đã sai ta đến cùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi mà nói cùng ta rằng: khá vì chúng tôi cầu thay nơi Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi và cho chúng tôi biết mọi điều Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ nói cùng ông, thì chúng tôi sẽ làm theo. Vả, ngày nay ta đã bảo các ngươi rồi, nhưng các ngươi chẳng vâng theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi trong điều nào mà Ngài cậy ta truyền cho các ngươi. Bây giờ hãy biết rõ rằng các ngươi sẽ chết bởi gươm dao, đói kém, ôn dịch trong chỗ mà các ngươi muốn đến trú ngụ tại đó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.